Lan Trần Nguyễn Lâm lại xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay Nguyễn lại cho mọi người xem sự đỏ dáng giữa hai cây, cây hồng Hòa Bình và cây hồng Mỹ Nhân. Cây hồng Hòa Bình này là cây hồng Hòa Bình cổ mọi người nha. Có hai cây hồng Hòa Bình, một cây hồng Hòa Bình nó nở năm 2017 á, thì gọi là cây hồng Hòa Bình 2017. Còn cây này á, thì Nguyễn không biết là nó sổ từ năm nào, nhưng mà nó có từ ở Đồng Xoài từ năm 2014 rồi. Thì đây là cây hồng Hòa Bình. Cả hai cây này đều nở cùng một ngày. Đẹp nha mọi người nha. Đây ạ. Ngày đã đẹp nhất của cây hồng Hòa Bình. Mà mọi người xem và đỏ dáng giữa hai cây ha. Hoa cây hồng Hòa Bình thì nó tương đối to. Và cái hoa này là nó nở ngày thứ 3 nè. Còn hoa này là nở ngày thứ 2 nè. Thì cái cây hồng Hòa Bình này, cái lưỡi của nó phải ngày thứ 3 mới đẹp nha cả nhà nha. Ngày thứ 3 nó mới bung được cái lưỡi ra như thế này. Đó. Đối với cây hồng Hòa Bình thì cái lưỡi của nó phải ra là ngày thứ 3 nó mới đẹp được, còn ngày thứ 2 thì nó mới chỉ tấm 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 như thế này thôi. Cái sắc hồng cũng khá đẹp, hôm nay trời nó ui ui, không có chút nắng nào hết. Cho nên là xem thì chúng ta thấy cái màu sắc của nó cũng không được tươi tắn lắm ha. Còn đây là hồng Mỹ Nhân, hoa nở tự nhiên đây mọi người nha. Hoa nở tự nhiên nè, hoa này là nở ngày hôm nay là đẹp nhất nè. Hồng Mỹ Nhân còn đang nụ luôn nha cả nhà nha. Cây này thì Nguyễn để cho ra hoa tự nhiên thôi, thì nó cũng ra tự nhiên hoa và tự nhiên cả ki nữa nè. Đó, bây giờ năm nay là Nguyễn không có làm ki, cứ để cái chăm cho nó mập đi rồi ki hay hoa gì tự động nó ra hết mọi người. Cái quan trọng nhất là cái dinh dưỡng mọi người ha. Đó, xem lại hồng Hòa Bình nha. Ở đây ngày hôm nay cây hắc nhãn long nó cũng nở tiếp hai cái bông bên này, đẹp không? Hắc nhãn long nè, cây trong vườn nở hoa nhiều mọi người. Còn những cái nụ này, nụ này ngày mai nở tiếp nè. Thân lá cây hắc nhãn long thì khỏi phải chê ha, đẹp lắm. Thân nụ đốt ngắn, lá thì nó ngả vàng như thế này nè mọi người. Cái màu lá với cái màu vàng mọi người, cái màu lá màu vàng vàng xanh xanh kèm với cái màu hoa thật đẹp như thế này nha. Cây chậm sáu mắt hôm nay nó cũng lại bung tiếp nữa nè mọi người nè. Đẹp không? Đó, mọi người thấy trong vườn nhiều hoa nở không? Chậm sáu mắt nha. Đó, đẹp nè, thấy không? Cây chậm sáu mắt này á, thân lá của nó to như cây phi điệp đó mọi người nha. Đây nè. Cái dây bông hồng yên thủy này vẫn rất đẹp. Hồng yên thủy thì nó nở được khoảng một tuần lễ rồi cả nhà. Mà cái đặc điểm của cái hồng yên thủy thì bộ cánh nó không bay, nó cụp cụp như thế này thôi, nhưng mà được cái màu sắc rất là đẹp nha. Cái này thì nó nở hơn một tuần lễ rồi, cho nên là nó được như thế này vẫn còn tươi nha cả nhà nha, hồng yên thủy. Còn cây tình anh em đây, nó nhiều cây trên thân vẫn chưa cắt xuống nè. Chưa cắt xuống. Năm cánh trắng tình anh em thì nở cũng 5-6 ngày rồi. Mũi trắng, lưỡi bạc, mũi trắng. Mùa hoa phi điệp, Nguyễn để cho nó nở tự nhiên theo mùa đó cả nhà. Mọi người xem cái cây năm cánh trắng chị Sáu nè, nhìn đã không? Cây năm cánh trắng chị Sáu nó nở hoa ở phần trên rồi, thì phần dưới nó ra hoa, ra cây. Mà cây mọi người thấy chất lượng không? Bởi vậy đâu cần thiết phải làm cây ha. Cứ nuôi cho mập đi, ra hoa ra cây tự nhiên thôi. Trừ gốc nè, nhìn phê không? Rồi quay lại cái bụi bạch tuyết cả nhà ha. Hôm nay là ngày thứ 3 sau khi chữa hai liều, Nguyễn chỉ chữa 2 ngày thôi, thì mọi người thấy là cây nó hết bệnh rồi, khô rồi. Và cái phần nõn nó đi tiếp này nha. Đây, hôm trước hôm qua thì Nguyễn phải lật lên để cho mọi người thấy cái phần nõn, còn bây giờ là mọi người thấy rõ ràng không? Cái phần lá ngọn này nó đi tiếp nè. Nó hết thối rồi. Còn bên này thấy rõ ràng hơn nữa nè. Đây, cái phần lá ngọn này nó đi tiếp nè mọi người thấy không? Nè, hết thối rồi. Hay không? Quá là hay ha. Rồi, còn cái lá bên này tháng thư nè. Nó cố định như vậy luôn, nó không có lây lan thêm ha. Nó không có lây lan thêm, xịt hai liều. Nó không có lây lan thêm mọi người ạ. Thì cái chai xử lý rễ này và chữa bệnh cho lan nha,
chai này bữa nay nó mạnh hơn gấp rưỡi so với 2 năm về trước. Cái chai này không phải là chai mới, Nguyễn đã bán 2 năm nay rồi. Nhưng mà năm nay em làm nó mạnh hơn 50%. Cho nên là cái tốc độ mà chữa thối nhũng của nó rất là tốt nha. Khi mọi người phun vào cái cây mà nó có dấu hiệu thối nhũng như đây nè, thì trong vòng 5 tiếng sau là mọi người đã thấy bắt đầu có hiệu quả. Một ngày hôm sau là mọi người đã thấy nó khô. Và hôm nay là ngày thứ 3 là nó lành hẳn luôn nha mọi người nha. Đó, như vậy là cái chậu của chúng ta đã chữa lành. Video ngày hôm nay thì mình cũng cho mọi người xem đỏ dáng giữa hai cây Hồng Hòa Bình. Hồng Hòa Bình và Hồng Mỹ Nhân. Nói về thân lá của cây Hồng Hòa Bình thì nó cây Hồng Mỹ Nhân thì nó không thể nào to bằng. Cho mọi người xem cái thân lá cây Hồng Hòa Bình. Cây trưởng thành nó như thế này nha. Đây nè. Đẹp không? To. Rất là to ha, ngón tay Nguyễn nè. Đó, thân lá Hồng Hòa Bình. Còn Hồng Mỹ Nhân thì chăm sóc nhiều thì nó mới to được. Cũng phải cây năm 3, năm 4 nó mới to. Vườn hoa của nó đây. Hoa Hồng Hòa Bình nha. Hồng Hòa Bình cổ. Cây này rất là đẹp, Nguyễn rất là thích. Và cây này Nguyễn có thể nói là đặc sản của kênh Lan Trần Nguyễn Lâm từ xưa đến giờ. Cây này bên em có giống nhiều. Hoa đẹp nha mọi người ha. Còn đây là Hồng Mỹ Nhân thì mọi người cũng đều biết hết rồi. Mỹ Nhân rất đẹp ha. Đó, nhưng mà cái điều hoa nó nhỏ hơn hay Hồng Hòa Bình một chút xíu. Cây nào cũng thơm hết cả. Hồng Mỹ Nhân cũng thơm. Hồng Hòa Bình cũng thơm nha. Thơm nhẹ nhẹ thôi, nó không thơm đậm như là các cái dòng cây trong miền Nam. Rồi, em xin chào, tạm biệt. Và hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị và các bạn trong những video sau nha.